sau lưng giận vũ chậm rãi ngưng tụ ra long ảnh mở mắt trong thời không vũ trụ nhìn thế gian bởi vì thiên phượng chỉ là sinh linh trong giới nương tựa bất tử huyết mạch truyền thừa chân long thiên địa sinh thành tụ quy tắc trong vũ trụ càn khôn sinh ra vĩnh viễn ở trên tất cả sinh linh đó chỉ là ngươi tự mình tưởng tượng mười vạn năm nay là ai bị đánh tơi tả chạy trốn chỉ có thể gửi hồn đông hải trong vĩnh sinh chi giới là ai thua thương tích đầy mình bị ma tộc chiếm cứ thân hình phi nghe cười khẩy nói Ngươi là con bò sát tội nghiệp 10 vạn năm nay sống trong thế giới mình tưởng tượng. Liên tục thua thảm không khiến ngươi tỉnh táo nhìn lại mình sao. Vậy thì nhanh tiếp ngươi sẽ là lần lượt thua càng thảm hơn. Hiện thực tàn nhẫn sẽ nghiền nát ngươi thành cặn lịch sử. Dẫn vũ giống to. Tiện nhân, ngậm miệng, bổn tọa hiện tại liền dùng kiếm trong tay đưa ngươi vào thùng rác lịch sử. Đôi mắt dẫn vũ bắn ra khí thế ngạo nghễ thiên hạ, song kiếm chém ra ngoài. Thế giới chi kiếm, pháp tắc như nhất. Hai luồng kiếm khí như hỏa long phát ra long uy gầm giống vọt hướng chân trời, chấn vỡ hết thảy ngọn lửa. Mặt Phi Ngê trắng bệch, lòng nổi lên sợ sợ hãi nhưng rất nhanh bài xích ra ngoài. Đôi tay Phi Ngê bắt ấn quá to. Bất tử phượng viêm. Vô số bướm lửa bay quanh người Phi nghê, thiên phượng chân ảnh đập cánh lao vào long ảnh. Khi hai lực lượng kinh thiên động địa sắp va chạm chợt một luồng sáng đen xẹt qua, một xích sắt đen kéo trong không trung. Thanh âm trống rỗng, cô tịch xa xưa như không thuộc về giới này, rất đột ngột. A à át phạn sát, tam thiên thế giới. Xích sắt nhoáng một cái, bóng đen dao động trên dưới phát ra từng vòng sáng đen trói hai kiếm khí hóa long. Giữa chân long và thiên phượng sừng sững một chân ma cự ảnh, một tay bắt ấn. Lý Vân Tiêu ở trong cự ảnh này cố gắng giữ ấn quyết, cơ thể run bần bật vì dùng sức quá đổ, chán toát mồ hôi ròng ròng. Lực lượng ma nguyên khuếch tán từ xích sắt như một giọt mực đen nhỏ vào trong nước, vết mực ngày càng lớn ba mộc biến sắc mặt đáy mắt lóe tia kinh sợ bùm ba lực lượng đụng vào nhau như mặt trời nổ tung chính giữa năng lượng khủng bố mắt thường không thể thấy nhiều hải tộc kinh hoàng nhìn cảm giác đôi mắt mù lòa hoàn toàn mất chi giác sau đó là dao động năng lượng phô thiên cái địa cuốn nhiều bộ tộc tứ hải vào hóa thành cho bụi ánh sáng chói lòa chấn động trong ảo ảnh đại điện một chùm sáng bắn lên trời đánh vào khung trời vũ trụ hải thần điện vốn chỉ là ảo ảnh giờ bị lực lượng trùng kích thì lung lay ba mộc biến sắc mặt hai tay không ngừng bắt ấn đại điện ánh sáng vàng ảo dần tan biến chậm rãi ẩn vào hư không nguyên hải chi xâm lâm hoàn toàn bị lực lượng này nổ nát chỗ tứ hải giao nhau vạn giọt nước bốc hơi nước biển trong phạm vi mấy ngàn dặm bị bốc hơi khô khoảng chân không to lớn phong yếu ly mạch ngừng đánh nhau trước lực lượng này mạch biểu tình cực kỳ khó xem bị Phong Yếu Ly giết chật vật không chịu nổi. Mạch Lắc người xuất hiện trên bầu trời đám, hải tộc bị nghiền nát, gã thi triển huyết thuật. Trong phạm vi lĩnh vực của mạch trong không khí hiện ra các hạt châu nhỏ màu đỏ máu chậm rãi tụ tập. Toàn bộ tinh anh trong tứ hải chết đi, máu sinh linh quy mô lớn thế này là thuốc siêu bổ cho mạch. Lực lượng khủng bố trùng kích kéo dài không dứt, mãi không tán đi. Ba người bị trùng kích cuốn vào rơi trong nước lũ không gian, tất cả biến mất. Phong Yếu Ly hoàn toàn biến sắc mặt gã biết đây là loạn tượng không gian tạm thời chứng minh ba người bị thương khá nặng nếu không loạn tượng trình độ này không đủ kéo bọn họ chìm vào chấn động khủng bố thế này mà lục đinh lục giáp vẫn đứng yên tại chỗ giữ vững trận tuyến chặn lại phần lớn dao động lục đinh lục giáp vẫn đang vận chuyển là biết lý vân tiêu không sao mọi người nhẹ lòng không biết phi nghề như thế nào chắc nhìn khu chân không khủng bố nếu mới rồi đòn công kích đó nhằm vào gã bị cuốn vào trong đó thì tưởng tượng thôi đã ra đầu tê dại Phong yếu ly chẳng lo được nhiều, gã thuấn di đến trước mặt đoan mộc hữu ngọc vươn tay ra quát. Cửu diệu tinh trượng, đưa đây. Đoan mộc hữu ngọc cười gian. Không cho thì sao? Ngươi không thể khó xử ta. Phong yếu ly lạnh lùng cười. Đúng là ngô không thể làm khó dễ ngươi nhưng có thể làm khó bọn họ. Kiếm ảnh lãnh kiếm băng xương xẹt qua, tổ á đứng gần đó không kịp phản ứng đã bị chém thành hai khúc. A, à, tổ á thúc thúc. Thủy tiên ngay nửa ngày mới phản ứng lại hét to gào khóc nhào vào nửa khúc mình tổ á khóc lớn. Hu hu hu, tổ á thúc thúc tại sao bị chém thành hai khúc, hu hu hu. Ba long tức ngực ói nhiều máu, mặt tái nhợt. Tổ á vừa là thuộc hạ vừa là bằng hữu với ba long. Nhiều năm qua trong hải hoàng điện hiếm có dấu chân người, trừ một ít người hầu ra chỉ có tổ á làm bạn bên ba long. Giờ ba long không kịp chuẩn bị tâm lý tổ á đã bị người chặt đứt mình chết trước mắt gã. Tinh thần ba long hỗn loạn như bị tảng đá to đập vào tim, cực kỳ bi thương căm hận. Phong yếu ly liếc ánh mắt giận dữ của ba long, mỉa mia. Chỉ có kẻ yếu mới có thù hận, cường giả thì đã trực tiếp ra tay rồi. Ba long vô cùng hối hận, gã hối hận mình mấy năm này đổi phế. Nước mắt nấn ná quanh hốc mắt ba long, làm vương giả tứ hải nhưng gã bất lực bằng hữu bị giết trước mắt. Nhục nhã và hối hận đan xen trong lòng ba long, gã hết to sông tới. Bùm! Không có gì bất ngờ, phong yếu ly nhẹ nhàng một đấm đánh bay ba long té xuống đất. Thủy Tiên khóc to lao hướng Ba Long. "Phụ thân." Đoan Mộc Hữu Ngọc giận run, "Ngươi." Phong Yếu Ly vung kiếm thế chỉ hướng phụ nữ Thủy Tiên, Đoan Mộc Thương lạnh lùng nói, "Cho hay không, một giây giết một người." Mặt Đoan Mộc Hữu Ngọc trắng bệch. Mạch quay đầu nhìn, cảnh giác. Những người khác chết chẳng liên quan gì Mạch, nhưng Thủy Tiên là nữ nhân của Lý Vân Tiêu, nếu nàng bị giết thì gã khó ăn nói với hắn. Mạch thầm cầu nguyện Phong Yếu Ly đừng tấn công. Vì ngàn vạn huyết châu đang tụ tập lại lấp đầy cơ thể gã, năng lượng này cường đại, sung túc hơn lần ở ngũ Hà Sơn. Bỏ sót giọt máu tươi nào đều là tổn thất không nhỏ. Đoan Mộc Thương vội la lên: Ca, tuyệt đối không thể cho hắn. Chúng ta chết cũng chẳng đáng tiếc. Huống chi với tính cách của ác ma này, dù cho hắn chưa chắc sẽ tha chúng ta. Phong Yếu Ly nói: Hừ, các ngươi nghĩ xấu cho bản quân vậy sao? Ngô có thể thề miễn là lấy được cửu diệu tinh trượng thì không bao giờ bị thương các ngươi xoay người đi ngay nếu không phong yếu ly vung kiếm quang chém hướng phụ nữ thủy tiên không được người mạch run rẩy định hành động chợt nghe tiếng quát ánh sáng vàng lóe lên rốt cuộc ba mộc hành động bóng sáng chớp mắt tụ tập trước mặt phong yếu ly một tay bắt ấn hóa trưởng keng một tiếng chặn kiếm thế lại phong yếu ly giật mình kêu lên cái gì ngươi Phong Yếu Ly thấy Ba Mộc cứ ngồi im tại chỗ tưởng đâu vô dụng, ai ngờ có thể tay không đỡ kiếm khí của gã. Tuy nhát kiếm này Phong Yếu Ly không dùng nhiều công lực. Keng, Ba Mộc búng tay, một luồng sáng vàng bắn vào thân kiếm. Phong Yếu Ly cảm nhận lực lượng mạnh mẽ chấn động búng kiếm thế của gã bật ra. Phong Yếu Ly hết hồn, kinh ngạc hỏi: Rốt cuộc ngươi là ai? Ba Mộc ra một chiêu xong biến sắc mặt, dường như có điều gì khó khăn. Ba Mộc cắn răng nói: chủ tuyết chi quốc đừng tổn thương người nữa, nếu không khó tránh hậu quả xấu. Hừ, giả thần giả quỷ. Phong yếu ly phất lờ ba mộc, kiếm thế lại vung, lần này không nương tay nữa, thi triển ra trăm phần trăm lực lượng chém vào ba mộc. Thái sơ chân quyết và lực lượng thế giới tuyết chi quốc hỗ trợ nhau sinh sinh luân chuyển, cường đại không gì sánh bằng. Mạch ở không xa thu nạp ngàn vạn huyết châu, sắc mặt âm trầm nhìn phong yếu ly, bình tĩnh quan sát. Ba mộc biểu tình cực kỳ khó xem hết to nghênh đón, hai tay bắt ấn vỗ. Ầm 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 ầm. Hai lực lượng va chạm ngưng tụ thành một linh áp rằng co không dứt. Linh áp có màu vàng mông lung như lớp màng mỏng, hàng trăm ma kha cổ tự hiển hiện diễn biến quy tắc. Hai người đều học Tàn Thiên Ma Kha Cổ Thần Quyết, hai Thiên Chân Quyết Thái Sơ và Thái Dương thi triển ra có phần giống nhau. Đoan Mộc Hữu Ngọc linh cảm không may, kêu lên. Ba Mộc đại nhân. Sắc mặt ba Mộc dần biến khó xem, ánh sáng vàng trên người dần ẩn đi làn da bắt đầu xuất hiện từng vần đen, là phù văn ma tộc. Ma hóa. Đoan Mộc Hữu Ngọc giật mình kêu lên. Đại nhân, thế này là sao? Với năng lực của Đoan Mộc Hữu Ngọc chỉ biết đứng một bên bất lực nhìn, không cách nào đến gần linh áp hai người rằng co. Khuôn mặt ba mộc từ hiền lành dần giữ tợn, ánh sáng vàng đầy người dần bị ma quang thay thế. Phong Yếu Ly lạnh lùng nhìn, tuy cũng hết hồn nhưng tò mò nhiều hơn. Ba Long kinh hoàng tổ tiên đại nhân. Xem biến đổi trên người ba mộc, ba long muốn tiến lên hỗ trợ nhưng không biết nên làm sao. Ha ha ha, ba mộc, rốt cuộc ngươi vẫn nhớ đến ta sao? Trong người ba mộc phát ra thanh âm khiến người khó hiểu. Ba mộc hoàn toàn biến sắc mặt, người run rẩy lạc giọng hét to. Phổ đại nhân. Tiếng hét khiến mọi người hiểu người trong cơ thể chắc là ai, tinh thần rung động. Không thể nào, Ma chủ phổ chẳng phải đã bị Lý Vân Tiêu Phong ấn tại Thiên Thủy Quốc Nam vực sao? Tinh thần mạch rung động, gã Lo Âu cảm giác khí huyết trong người trướng căng. Huyết châu bị hấp thu liên tục bắt đầu biến đổi trong người, cơ thể mạch đỏ rực như máu. Ha ha, dù không có thân thể của ngươi thì ta cũng rất nhanh sẽ ra. Nhưng nếu ngươi nghĩ đến ta vậy bổn tọa tạm thời mượn cơ thể ngươi lại giáng xuống mảnh đất này. Ma quang cuồn cuộn trên người ba mộc, nuốt trọn gã. Ba Long kinh kêu. Tổ tiên đại nhân ba long bay lên dốc hết sức vỗ bùm vang tiếng nổ ba long bị văng ra hộc máu đầy đất hơi thở giảm thấp cực điểm không chỉ ba long bị phản chấn đánh bay phong yếu ly đứng đối diện ba mộc cũng cảm thấy kỳ kỳ linh áp vốn rằng co với nhau lực lượng phong yếu ly thậm chí chiếm ưu thế hơn nhưng ánh sáng vàng trong tay ba mộc tắt rồi thì ma khí tăng cao mơ hồ vượt qua phong yếu ly đột nhiên ba mộc khẽ kêu lăng không chộp hơi thở khủng bố ngưng tụ giữa năm ngón tay chậm rãi biến ra thân đao miệng ba mộc khẽ thốt. A hàm. A hàm chảm cốt đao bị rút ra chém ngay vào phong yếu ly. Phong yếu ly bối rối, đôi sừng trên trán chợt bắn ra ánh sáng xuyên thủng. Tay trái phong yếu ly cầm kiếm hóa ra kết giới che trước mặt. Bùm. Ánh sáng kim ngân bị A hàm chảm cốt đao đánh nát, đao quang không giảm thuận thế chém xuống. Dầm. Lãnh kiếm băng xương rung bần bật, phong yếu ly bị đánh bay ra ngoài. Họa đấu chân thân to lớn trượt xa mấy trăm trượng mới ngừng lại. Ma chủ. Biểu tình của Phong Yếu Ly cực kỳ khó coi, gã đã hiểu người trước mắt không còn là ba mộc. Phong Yếu Ly tức giận hừ mũi xoay người đi. Phong Yếu Ly biết không thể đánh tiếp nữa. Phong Yếu Ly không đi hẳn, gã chỉ không muốn bị cuốn vào hỗn hiến. Phong Yếu Ly dự định trốn một bên, chờ đợi thế cục sáng tỏ đi ra nhặt của rơi. Nhưng Phong Yếu Ly vừa mới hóa thành độn quang chợt cảm giác không gian đặc quánh, gã không thể nhúc nhích. Phong Yếu Ly giật mình kêu lên, "Con ngươi có rút cái gì? phong yếu ly nhìn xa mấy trăm trượng trước mặt ba mộc cầm đao đứng mắt đầy châm chọc cười nhạt phong yếu ly rất giật mình trên mặt vẫn bình tĩnh nói ma chủ đại nhân chúng ta nước giếng không phạm nước sông xin đừng đánh nữa chung sống hòa bình hà chung sống hòa bình ma phổ ngây ra cười phá lên được thôi ngươi qua đây cho ta chém ba đao nếu không chết thì sẽ chung sống hòa bình phong yếu ly hút ngụm khí lạnh ui Phong yếu ly hơi giận, trong tay các hạ chẳng lẽ là lục đạo ma binh? Bị thứ này chém một đao thì chết chắc, làm sao ba đao không chết? Ma phổ lạnh lùng cười, buồn dùng cho chỉ số thông minh của ngươi, ý của bổn tọa quá rõ ràng, đó là không để ngươi sống. A hàm chầm cốt đao lại lần nữa chém qua, hư không run rẩy. Phong yếu ly giật nảy mình, không dám đỡ uy lực ma chủ, dốc sức chém một kiếm xẻ áp chế định chạy trốn. Phong yếu ly thấy bóng ma buông xuống hải thần điện xuất hiện trên đầu gã chụp xuống ẩm đao quang a hàm đao chém trước mặt phong yếu ly bị gã dốc sức chặn rồi hải thần điện rơi xuống người gã đánh bay gã đi phong yếu ly hoảng hốt mới đứng vững lại không dám chờ một giây nào hóa độn quang bỏ chạy đằng trước thấp thoáng huyết ảnh mạch sớm canh chừng bên này thừa dịp phong yếu ly chưa chuẩn bị thì đánh lén huyết ảnh nháy mắt hóa thành cự trưởng đánh tới phong yếu ly giật nảy mình một tay hóa trưởng trực tiếp nghênh hướng huyết trưởng dầm hai trường ấn vào nhau không ngờ trưởng lực của phong yếu ly tan nát huyết ấn đè xuống đập vào chân thân phụt dù cơ thể phong yếu ly mạnh đến mấy cũng không chịu nổi hộc máu bị chấn liên tục thụt lùi trên cao sao mạnh như vậy phong yếu ly vừa kinh vừa giận một kích của mạch thực lực dường như hơn xa lúc trước làm gã phán đoán sai lầm chân thân lại lần nữa bị thương mạch đánh một kích xong thở hát ra màu đỏ máu trên người dần rút đi thân thể phục hồi bình thường từ khi ma chủ xuất hiện thì tinh thần mạch bị ảnh hưởng, tâm tình rối loạn. Cơ thể mạch hấp thu huyết châu có phản ứng bài xích, không thể dung nhập bản thân. Một trưởng vừa rồi bài trừ ra lực lượng bạo loạn trong người mạch. Phong Yếu Ly cầm kiếm đứng, giận dữ quát. "Thương yêu, tránh ra." Mạch thản nhiên nói. "Trận chiến vừa rồi chưa đánh xong, tránh ra cái gì?" Phong Yếu Ly sắc mặt âm trầm hung tợn nói. "Tốt lắm, có giỏi thì đấu đơn với ngô." Một thế hệ ma chủ một thế hệ ma chủ chắc không đến nỗi hợp tác đấu với bản quân đi ha ha ma phổ cười to cầm đao áp sát từng bước ma phổ lạnh lùng nói hắn đấu đơn với ngươi ta cũng đấu một mình cùng ngươi con mắt nào của ngươi thấy chúng ta hợp tác đúng đúng mạch cười tươi như hoa chúng ta mỗi người đấu đơn với ngươi hợp tác hồi nào phong yếu ly tức học máu mạch còn đỡ tuy thực lực lợi hại hơn trước một chút nhưng còn trong phạm vi phong yếu ly có thể ứng nói tuy nhiên ma chủ thật sự đáng sợ sâu không lường được lúc này mặc cho ngươi là chân long thiên phượng hay bá chủ một nước vẫn phải cúi đầu phong yếu ly suy nghĩ rõ ràng trực tiếp chấp tay chịu thua ma chủ đại nhân tại sao muốn ép chết ngô nếu có chỗ nào đắc tội thì phong yếu ly xin lỗi ma phổ lạnh nhạt nói thật ra cũng không có gì ta vừa mới chiếm cứ thân hình ba mộc trong cơ thể hắn có ý nguyện giết ngươi rất mạnh nên ta tiện tay giết phong yếu ly tức học máu lý do này quá gượng ép phong yếu ly căm giận nói ba mộc là ba mộc đại nhân là đại nhân chẳng lẽ đại nhân sẽ bị ba mộc tầm thường nắm mũi dẫn đi sao ma phổ biến sắc nanh tranh hỏi ngươi dám nói ta bị nắm mũi dẫn đi chết không nói hai lời a hàm chảm cốt đao lặng yên không một tiếng động chém tới phong yếu ly hết hồn không ngờ với thân phận của đối phương đột nhiên công kích phong yếu ly cắn răng dơ kiếm tiến lên nghênh đón bùm hai lưỡi dao va chạm đao quang kiếm khí khủng bố khuếch tán thái sơ kim quang lực lượng thế giới trên kiếm của phong yếu ly bị ma quang đánh nát đè ép gã liên tục thụt lùi nhưng đang phút nguy hiểm thì một hơi thở khủng khiếp từ hậu phương chuyển đến keng minh luân cắt qua không trung một vệt dài chém vào eo phong yếu ly phong yếu ly cảm giác khí lạnh từ sống lưng chạy lên sợ hãi người run rẩy không rảnh lo ma đao trước mặt, gã xoay người cưỡng ép phá ma quang thuấn di ra. Bùng, cơ thể to lớn cưỡng ép đổi hướng bị ma chủ chém trúng một đao, lại chém vào kiếm, phong yếu ly hợp bãi máu văng ra ngoài. Tồi tệ tiểu nhân. Phong yếu ly đã điên, đôi sừng bắn ra ánh sáng hai màu kim ngân bay múa khuếch tán trên bầu trời hóa thành thái cực đồ, phong ấn một phương thiên địa. Lực lượng phong ấn cuồn cuộn giáng xuống, mạch biến sắc mặt nháy mắt hóa thành huyết quang độn quang mạch hiểu rõ thần thông thái cực phong thiên ấn một khi bị phong bên trong thì rắc rối ma phổ đứng yên tại chỗ không nhúc nhích bình tĩnh xem mặc cho phong ấn rơi từ phía ha ha phong yếu ly cười như điên trong mắt bắn ra tia sắc bén lạnh lùng nói ma chủ ngươi quá cuồng vọng lấy thân thử phong thiên ấn của ngô đi thần thông ấn quyết này có thể phong cả trời ngươi là thứ gì mới rồi phong yếu ly bị đánh uất ức giờ chút hết bực tức trong bụng ra Phong Yếu Ly lắc người đáp xuống, xách lãnh kiếm băng xương đi hướng ma chủ. Phong Yếu Ly lạnh lùng nói: "Ngươi muốn đấu một mình với Ngô đúng không?" Lãnh kiếm băng xương giơ lên chém vào ma chủ. Bùm. Ma chủ nâng lên a à hàm chảm cốt đao dễ dàng đỡ kiếm thế, một vòng sáng nhạt khuếch tán. Bốn phía tĩnh lặng vô cùng. Phong Yếu Ly trợn mắt há hốc mồm, ngơ ngẩn nói: "Này là ngươi?" Giọt mồ hôi lạnh từ trán Phong Yếu Ly chảy xuống mặt trắng bệch không chút máu, tứ chi lạnh lẽo không độ ấm, trái tim run lẩy bẩy, sợ hãi vô biên bao phủ gã. Khóe môi ma chủ cong lên trào phúng. Biết nói gì với ngươi đây? Thôi, khỏi nói, tiễn ngươi về chầu trời luôn. A Hàm chảm cốt đao phát ra ma quang cường đại ầm vang thiên địa chấn động, Thái cực phong thiên ấn kịch liệt vận chuyển. Lực lượng phong ấn không mất đi hiệu lực mà là không phong ấn được quy tắc trên A Hàm chảm cốt đao. Ầm 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 hai màu thái cực trên bầu trời đột nhiên vỡ nát biến thành hai màu ánh sáng tan biến trong thiên địa. Ma chủ chém đao xuống, đao quang to lớn đập vào lãnh kiếm băng xương. Trên thân kiếm linh quang run rẩy, lực lượng thế giới tán đi hết. Ẩm. Thân thể họa đấu của Phong Yếu Ly phun ra nhiều máu từ vai xẻ xuống, một vết đao gây người, máu tuôn ổ ạt. Phụt. Phong Yếu Ly phun ra ngụm máu, người uể oải. Keng. Phong Yếu Ly một kiếm cắm xuống đất, người nửa quỷ. Giờ phút này trên bầu trời, chỗ thái cực phong ấn bị chấn vỡ lại hiện ra bão không gian ngày càng mãnh liệt. Đột nhiên hai luồng sáng từ bên trong bắn ra biến ra chân thân cách xa mấy ngàn trượng. Là Lý Vân Tiêu, Phi Nghê, dẫn vũ. Người Lý Vân Tiêu đẫm máu ôm Phi Nghê, thân thể rách nát tỏa ánh sáng vàng mông lung. Phi Nghê nằm trong ngực Lý Vân Tiêu đã thiếp ngủ, chìm trong hôn mê. Bên kia dẫn vũ không dễ chịu gì, người đầy máu, long lân cũng bị đánh nát nhưng có một tầng long quang màu xanh bao bọc dẫn vũ long quang tối đen lấp lóe thủy tiên thấy thế khóc to vân tiêu ca ca thủy tiên nghẹn ngào kể lể hu 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 tổ á thúc thúc bị người xấu giết rồi phụ thân của ta cũng bị đánh thương thủy tiên chỉ vào phong yếu ly lý vân tiêu thấy ma phổ ngay hắn như gặp quỷ hút ngụm khí lạnh hét chói tai ma chủ phổ dẫn vũ run rẩy chuyển ánh mắt thù hận khỏi người lý vân tiêu nhìn sang Ma Phổ, gã hoàn toàn biến sắc mặt. Ken, Ma Phổ lật tay thu về a à hàm chẳng cốt đao, nhìn Lý Vân Tiêu, nhếch mép cười nói. "Thân thể hư quang, tu vi cũng đến đỉnh trường thiên, tùy thời bước vào hư cực. Từ biệt trong 33 ngày, ngươi hơi có tiến bộ rồi." Trái tim Lý Vân Tiêu rớt xuống đáy cốc. Lúc trước Lý Vân Tiêu còn ảo tưởng người trước mắt chưa chắc là Ma Phổ, nhưng nghe câu đó thì hắn biết ảo tưởng tan vỡ. Mới rồi một chiêu đối đầu dẫn vũ làm cơ thể Lý Vân Tiêu tan vỡ, cưỡng bức đột phá dung thông cảnh, bước vào hư quang mới nhặt về cái mạng trong tuyệt cảnh. Phi Nghê thì xỉu, đã vào trạng thái ngủ say. Lý Vân Tiêu kiểm tra thân thể Phi Nghê, không đáng lo nên yên tâm thu vào giới thần bi. Dẫn vũ cũng chẳng tốt hơn gì nếu không nhờ Long Quang kia e rằng đã chết trong một kích khủng bố kia. Giờ nghĩ lại giận vũ còn sợ. Một tay giận vũ miệng phun Long Ngữ. Long Quang xoay quanh bên người dẫn vũ, cơ thể trong suốt trở nên thực chất. Long Lân, đầu, Vuốt, dâu sừng vân vân lần lượt hiện ra là một con thanh long to lớn thanh long biến ra há mùng phun long tức dày như mây khói tụ mà không tán tạo uy áp cho người lý vân tiêu kinh kêu thủy long trường long màu xanh khoanh tròn trong hư không chính là trưởng tử của rồng ngủ say trong đông hải vũ địa thủy long thủy long chậm rãi mở mắt ra bắn ra tia tà nhẫn tuy rằng hung mãnh nhưng không có thần trí dẫn vũ đứng trên đầu rồng một tay bắt ấn vạt áo không gió tự bay phần phật trên trời dẫn vũ lạnh lùng nhìn lý vân tiêu thu về tầm mắt chuyển hướng ma chủ phổ mặt nặng nề phong yếu ly trông thấy dẫn vũ lật đật gượng người đứng dậy phong yếu ly la lên dẫn vũ huynh mau cứu ngô dẫn vũ lạnh lùng châm chọc mắt bắn ra tia sáng lạnh ô ai đây trông thật quen mắt hơi giống bằng hữu tốt phong yếu ly của ta phong yếu ly không rảnh để ý mặt mũi vội kêu lên dẫn vũ huynh là ngô đây. Dẫn vũ xì cười, trên mặt tràn đầy trào phúng. À, thì ra là yếu ly huynh, không biết yếu ly huynh đứng lò đảo tại đây làm gì. Chẳng lẽ là ăn no cơm giảm béo. Phong yếu ly tức xì khói, gã hết to. Dẫn vũ huynh cứu ta. Ta nguyện ý hy sinh tuổi thọ suy tính vị trí hóa long chỉ cho huynh. Hóa long chỉ. Mọi người sửng sốt lộ vẻ ngạc nhiên. Lý Vân Tiêu biến sắc mặt dường như nghĩ tới cái gì, trong lòng chấn động mãnh liệt. Nơi lúc trước chôn xương là Hóa Long Trì, 10 vạn năm trước các cường giả dùng thân xác rồng phong ấn phân thân đế quân ma chủ. Con rồng đó là sau khi Chân Long sinh ra để lại thể xác, chỗ chôn xương từng là một chỗ Hóa Long Trì, bởi vì dựng dục Chân Long sinh ra. Phong Yếu Ly nói Hóa Long Trì tuyệt đối không phải chỗ đất chôn xương. Lý Vân Tiêu cực kỳ kinh hoàng, không kiềm được hỏi. Hóa Long Trì, chẳng lẽ là nơi Chân Long đời tiếp theo sinh ra? Lời vừa thốt ra mọi người đã hiểu, rất hoảng sợ. Đoan mộc hữu ngọc dùng mình hiểu ra, kinh kêu. Ta hiểu rồi. Mạng sống dẫn vũ không còn bao lâu nên thiên vũ giới sẽ sinh ra chân long đời tiếp theo. Dẫn vũ muốn tìm hóa long chỉ cướp thiên địa tạo hóa của chân long đời tiếp theo để thành tựu chính mình, trở về giới vương cảnh. Ma phổ cười khẩy nói. Chân long sao? Chỉ bình thường. Mặt dẫn vũ lạnh băng nhìn phong yếu ly chằm chằm, sát khí dâng trào. Ngươi nói nhiều quá. Mặt phong yếu ly ướt mồ hôi lạnh vội nói khi thiên địa dựng dục chân long tất nhiên sẽ có thiên địa dị tượng vạn vật cảm ứng dù hiện tại không nói thì những người này sớm muộn gì sẽ biết dẫn vũ lạnh lùng nói dù vậy ta không thích có người nói lung tung trước mặt ta đặc biệt nói ra lời ta không thích nghe sư huynh bách luân kết y của ngươi chết vì điều đó xem ra ngươi sắp nối gót theo hắn lý vân tiêu giật mình kêu lên cái gì là ngươi giết bách luân kết y lửa giận bùng cháy trong lòng lý vân tiêu Tuy Lý Vân Tiêu quen với Bách Luân Kết Y không lâu dài nhưng được quan tâm rất nhiều, còn truyền thụ Thái Sơ chân quyết cho hắn, có thể nói vừa là thầy vừa là bạn. Lòng Lý Vân Tiêu run rẩy, bỗng nhiên nghĩ đến một việc. Ngày xưa trước khi đi Bách Luân Kết Y ở trong đầu Lý Vân Tiêu khắc một tọa đồ. Giờ nghe giận vũ và phong yếu ly đối thoại thì tọa độ đó rất có thể chỉ hướng đất hóa long đời tiếp theo. Đoan Mộc Hữu Ngọc giận vô cùng, tức giận quát. Là ngươi giết Bách Luân Kết Y tiền bối, dẫn vũ hừ lạnh một tiếng kẻ ngu ngốc đầu gỗ chết chưa hết tội chẳng lẽ các ngươi đồng tình hắn sao mắt giận vũ lạnh băng nhìn phong yếu ly chằm chằm phong yếu ly năm lần bảy lượt vấp ngay điểm then chốt khiến dẫn vũ nhận ra người này tuyệt đối không đáng tin cậy thủy long mở miệng phun ra luồng long tức ầm 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 mặt đất rung ỉnh phong yếu ly kinh hoàng không gian bốn phía đều bị giam cầm một luồng sáng xanh chói lòa từ chân trời giáng xuống là long quyền vô lượng quang của dẫn vũ phong yếu ly tuyệt vọng rít gào dẫn vũ đồ tiểu nhân tồi tệ phong yếu ly giơ lãnh kiếm băng xương một kiếm dốc hết sức chém ra ngoài bùm quyền uy khủng bố mạnh mẽ phát ra từng đợt sóng oanh kích vào người phong yếu ly trong phạm vi mấy trăm trượng mặt đất sụp đổ đám người lý vân tiêu lạnh lùng nhìn chỉ một đòn quyền kích đã đánh ra hiệu quả ngàn vạn kích đập nát mọi phòng ngự của phong yếu ly họa đấu chân thân phun ra nhiều máu Dẫn Vũ, ngươi không chết tử tế được. Phong Yếu Ly đứng ở mặt đất dạn vỡ, đất đai nứt nảy tàn phá như cơ thể nứt vỡ của chính gã, hoang tàn đầy đất. Leng keng, lãnh kiếm băng xương rớt xuống đất, hoàn toàn mất ánh sáng. Cơ thể to lớn của Phong Yếu Ly ngửa ra sau té cái rầm xuống đất. Kiêu hùng một thế hệ, quốc chủ, rốt cuộc hóa thành lịch sử. Lý Vân Tiêu thuấn di đáp xuống, phất tay cuốn cơ thể Phong Yếu Ly và lãnh kiếm băng xương đi dẫn vũ lạnh lùng nhìn lý vân tiêu châm chọc nói đồ bỏ mà ngươi cũng nhặt lý vân tiêu thản nhiên nói thiên vũ minh rất nghèo dẫn vũ đại nhân cũng là đồ bỏ hay tự công hiến mình đi ta không ngại thù nó dẫn vũ hừ lạnh lý vân tiêu tuy ngươi mắng ta nhưng ta khoan hồng độ lượng không so đo với ngươi tuy nhiên bây giờ ngươi thả ma chủ ra gây lớn chuyện ta chống mắt xem ngươi làm sao kết thúc lý vân tiêu cười khẩy nói nói theo kiểu của ngươi thì trách nhiệm ma chủ xuất thế thuộc về ta. Bộ dáng giận vũ đương nhiên nói. Tất nhiên rồi. Lý Vân Tiêu nói. Ta không muốn nói nhảm nhiều với ngươi, thích nói sao tùy đi. Ta chỉ hỏi ngươi, thật sự là ngươi giết Bách Luân Kết Y. Giận vũ cảm nhận giận dữ, sát khí từ người Lý Vân Tiêu, nhưng hai người sớm như nước với lửa nên gã chẳng sợ gì. Dẫn vũ đoán lấy ánh mắt sắc bén, gật đầu nói. Lão bất tử ngu xuẩn cứng đầu, rõ ràng tính ra chỗ hóa long nhưng không chịu nói cho ta biết, lão bất tử đó chẳng phải là đáng chết làm sao. Lý Vân Tiêu lạnh lùng ngẩng đầu lên. Ta không biết Bách Luân Kết Y có đáng chết không nhưng ta biết ngươi nên chết rồi. Dẫn Vũ cười lạnh nói. Ha ha, ta nên chết. Hiện tại ma chủ ngay trước mắt ngươi không trừ ma lại muốn nội chiến với ta. Nội chiến? Lý Vân Tiêu cười nhạo. Ở trong mắt ta thì ngươi đáng chết hơn ma tộc. Trừ ma nên trừ long trước vớ vẩn dẫn vũ nổi giận nói rõ ràng ngươi lấy việc công làm việc tư mượn lực lượng thiên vũ minh báo tư oán ngươi có tư cách mặt mũi gì đảm nhiệm minh chủ thiên vũ minh lý vân tiêu nói ta có tư cách hay không liên quan gì ngươi ngươi cứ chịu chết là được lý vân tiêu lấy hai hộp ngọc ra bóp nát bên trong bắn ra hai đoàn sáng như ngọc lấp lánh trong lòng bàn tay lý vân tiêu chuyện tiên hiệp hay đó là hai viên thần đan thập giai Lý Vân Tiêu bỏ vào miệng trước mắt mọi người, nuốt xuống cái ực. Mọi người lộ biểu tình kinh sợ. Thần đan thập sai mỗi viên tràn ngập linh khí và quy tắc mênh mông, người bình thường nuốt một viên cần nhiều thời gian hấp thu. Phải có cường giả ở bên cạnh hộ pháp để tránh đan lực quá mạnh xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Lý Vân Tiêu thì hay rồi, một lần nuốt vào hai viên. Mỗi lỗ chân lông bắn ra linh quang, cả người Lý Vân Tiêu như viên đan dược trong đoàn công kích lúc trước với giận vũ thì lý vân tiêu vùng vẫy trở về từ bờ vực sống chết thân thể trực tiếp bước vào hư quang cảnh tu vi cảnh giới cũng đụng vào vách tường hư cực nếu cho lý vân tiêu thấy thắng tĩnh tu đủ để đột phá đáng tiếc lý vân tiêu không có thời gian chỉ có thể tuyển chọn cách bạo lực này hơn nữa vì bảo đảm đột phá thành công nên lý vân tiêu nuốt luôn hai viên thần đan loại hình đan lực do động hơi bị nhẹ nhàng nhưng dù vậy cũng chướng căng thân thể hư quang cảnh tròn quay như quả bóng ma chủ phổ ngây người cười to bảo. Ha ha ha, ngươi thật liều mạng, có khi nào nổ cái bùm không? Bổn tọa rất mong chờ. Lý Vân Tiêu cũng hơi hối hận, dược tính của hai viên đan dược quá mạnh trùng kích nhau trong người hắn, nội tạng sôi sục sắp chín. Đoan Mộc Hữu Ngọc giật mình nói. Một lần hai viên, ăn quá nhiều. Ta biết, khó chịu quá. Người Lý Vân Tiêu tròn xoe khi hắn nói chuyện miệng phun ra các linh khí như con rắn. Người Lý Vân Tiêu biến to mấy lần rồi trứng lại, giữ thể tích nhất định. Ánh mắt dẫn vũ âm trầm, gã biết Lý Vân Tiêu đã kiểm soát được bước đầu. Dẫn vũ cười khẩy nói: Không ngờ không bị nổ tan xác. Quang Minh Lưu Ly thân hiểu phong tàn quả nhiên có chút tài, để bổn tọa trợ ngươi giúp một tay đi. Dẫn vũ lắc người từ thân thể Thủy Long Thuấn di xuống xuất hiện trước mặt Lý Vân Tiêu, một kiếm đâm vào bụng hắn. Lý Vân Tiêu đã mập tới nỗi không thấy bụng của mình, nhưng thần thức quét qua nhận ra nguy hiểm, một tay bắt ấn đẩy sau lưng. Hai luồng sáng vàng bay nhanh tới. Là lục đinh lục giáp, một con ra đấm, một con biến trưởng chém vào chân ngã vô tướng. Bùm! Quyền trưởng hai khôi lỗi đánh vào kiếm, thoáng chốc bị đánh bay. Kiếm khí dẫn vũ vung lên đuổi theo. 16 sáu khôi lỗi lục đinh lục giáp khác cùng bay tới bao vây dẫn vũ, cùng công kích. Bùm! Một chiêu mạnh mẽ qua đi, dẫn vũ biến sắc mặt nhảy lên cao, cầm kiếm lắc người trên không trung trở lại trên người thủy long Dẫn vũ quá to ra tay. Một kích khủng bố vừa rồi dẫn Vũ bởi vì Thủy Long hộ thân nên thoát một kiếp nhưng cũng bị thương không nhẹ, giờ phút này gã không dám đấu cứng với Lục Đinh Lục Giáp, cưỡi rồng bay đi. Thủy Long xoay quanh trên cao chợt phun long tức xuống dưới. Hai tay Lý Vân Tiêu nhanh chóng bắt ấn, Lục Đinh Lục Giáp lập tức hợp sức dựng tầng kết giới màn sáng. Ầm 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 ầm. Long tức đập vào kết giới khiến tứ phía rung rinh nhưng không phá vỡ được, thủy long giận dữ tợn to mắt miệng phun ra long ngữ quẫy đuôi đập xuống đuôi dài như roi quất vào ánh sáng kết giới vang tiếng nổ điếc tai nguyên người lục đinh lục giáp bị đập lún xuống đất nhưng kết giới vẫn không phá cái gì vẻ mặt giận vũ giật mình sao mạnh vậy được người lục đinh lục giáp nổi lên nhiều phù văn các cự linh từ phía sau đứng lên cầm quang nhẫn chém về phía thủy long Dẫn Vũ biến sắc mặt gã nhớ đến lúc trước Lý Vân Tiêu đấu với tù mấy thứ này ngưng tụ ra thần sát hư thân. Cơ mặt Dẫn Vũ cứng ngắt qua to, đánh nát từng cái. Đôi mắt thủy long đỏ ngầu hóa thành luồng sáng xanh đáp xuống lao hướng lục đinh lục giáp. Thân rồng huyễn hóa ra một tầng kết giới cơ hồ thực chất hóa, cứng rắn như đá. Ầm 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 ầm. Thân hình thủy long đập vào thập nhị đô thiên thần sát trận. Lục đinh lục giáp không chống đỡ nổi bị đánh bay. Lý Vân Tiêu giật nảy mình, thủy long chân thân tuyệt đối là tạo hóa cảnh. Dẫn vũ khí thế ngút trời nói. Lý Vân Tiêu, ân oán giữa ngươi và ta hôm nay đến đây chấm dứt. Dẫn vũ cưỡi thủy long lao nhanh xông vào Lý Vân Tiêu, long uy hùng hồn ập đến, nơi đi qua mặt đất bên dưới không ngừng nứt ra. Ma chủ phổ bình tĩnh nhìn dẫn vũ và Lý Vân Tiêu tranh đấu. Ma chủ phổ chợt ngước lên nhìn trời, cười khẩy nói. Lúc lúc ló ló, cho rằng không ai biết ngươi sao, Thật là tự cảm giác tốt quá. Trong không trung vắng lặng này chưa từng yên tĩnh một giây, chiến đấu kịch liệt luôn tồn tại, thật nhiều ánh sáng văng ra. Trên bầu trời lung lay đó dần hiện ra một đôi mắt, giống như ảnh thu nhỏ cả bầu trời, sâu thẳm không thấy đáy. Đôi mắt bình tĩnh nhìn cuộc chiến giận vũ và Lý Vân Tiêu lại chuyển sang Ma chủ Phổ. Ma chủ Phổ nhíu mày hỏi: "Chủ Thâm Uyển, Cửu Uyên?" Đôi mắt kia không nói chuyện, giống ánh sao khảm trên bầu trời tỏa sáng rực rỡ chẳng có một chút tình cảm. Con ngươi liếc ma chủ phổ một cái rồi nhìn hướng Thủy Long, ánh mắt bình tĩnh. Lý Vân Tiêu không ngừng thụt lùi, Thủy Long điên cuồng trùng kích. Hư không lắc nhẹ, một bàn tay to duỗi ra. Lòng bàn tay nổi lên một long phù màu xanh lấp lóe trong hư không. Có ánh sáng năm màu vòng quanh bàn tay trực tiếp hóa thành ngũ hành chân cương long ấn. Ầm 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 ầm. Hư không bị đánh nát, ngũ hành chân cương long ấn bay nhanh ra tỏa định lưng thủy long, đánh vào giận vũ. Cái gì? Đó là... Con ngươi giận vũ co rút dường như trông thấy cái gì khiến gã rất tức giận quát. Sao có thể như vậy? Nghịch tử, ngươi lại vẫn chưa chết. Thủy Long cũng nâng lên đầu lên, mắt rồng to lớn mông lung hơi nước dường như khó hiểu. Ầm 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 ầm. Ngũ hành chân cương long ấn đập vào đầu Thủy Long, dẫn Vũ bị trùng kích lớn bay ngược trên lưng rồng trượt tới cuối đuôi rồng mới dừng lại. Lý Vân Tiêu giật nảy mình nhìn hướng bàn tay to. Hư không lắc lư, một nam nhân bước ra, mặt trắng như tuyết, áo trắng tinh, đầu mọc sừng rồng, tóc mai thả xuống giữa hai gò má. Nam nhân vừa xuất hiện nhìn hình dạng là long tộc, bàn tay đầy vảy rồng sắc bén. Nhưng vẻ mặt nam nhân ngơ ngác, đôi mắt có thần mà không ánh sáng, chỉ trong máy xoay nhìn hướng dẫn vũ, mắt bắn ra sát khí. Lý Vân Tiêu rất là giật mình, hắn dám chắc thân hình này là pháp thân của tù nhưng người bên trong pháp thân là ai dường như cảm ứng được ánh mắt Lý Vân Tiêu, tù quay đầu liếc qua hắn, trong mắt lộ tia kinh ngạc suy tư. Chẳng lẽ là... Lý Vân Tiêu cẩn thận dùng thần thức quét người tù, phát hiện lực lượng linh hồn của gã rất yếu. Lý Vân Tiêu hiểu ra ngay. Ma chủ phổ vốn hơi tức giận vì đôi mắt trên bầu trời không nhìn gã nữa mà ngắm phương xa. Ma chủ phổ cảm giác mình bị khinh thường, đang định sách đao qua chém chợt ngây người, tầm mắt bị pháp thân của tù hấp dẫn. Ma chủ phổ nghiền ngẫm cười nói, trực trực để hắn tìm đến pháp thân này đây xem như thành công đi dẫn vũ càng nghi ngờ khó hiểu lòng vô cùng rung động dẫn vũ giận dữ mắng nghịch tử ngươi thật sự bất tử sao tuy mắt tù hoảng hốt mông lung như khí thế sát ý thù hận thì chắc chắn là tù tù ngơ ngác nhìn dẫn vũ sát khí không ngừng tụ tập trong mắt chỉ tăng không giảm con ngươi dẫn vũ hơi co rút ta hiểu rồi ngươi đã hồn hóa ngàn vạn hôn phách một phần vạn vô tình tìm về thân thể nên ký ức thiếu thốn nhiều dù vậy vẫn không quên thù hận với vi phụ sao dẫn vũ chỉ hướng lý vân tiêu ngươi cũng đừng quên người này mới thật sự là kẻ giết ngươi nói linh tinh lý vân tiêu nổi giận nói tù đại nhân chúng ta chính là chiến hữu cùng nhau kể vai chiến đấu cái kẻ chỉ hưu bảo ngựa mới là người đại nhân luôn muốn giết đừng quên bản tâm của mình cứ làm theo lời trái tim muốn nói tập này kết thúc ở đây nha sau đây là chuyên mục quảng cáo các bạn xem và click vào quảng cáo ủng hộ kênh nhé cảm ơn các bạn